Chào tất cả anh em. Chúc anh em buổi sáng uống cà phê xem video vui vẻ ha. Thì bữa nay mình sẽ review cho anh em xem con Supreme đời 2003. Hôm nay xe đã hoàn thiện xong xuôi hết nha anh em. Mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem ha. Quay chi tiết cặn kẽ anh em xem ha. Niền Excel nha anh em. Đây là niền Excel. Niền Excel mới đập hộp nha anh em. Câm thì câm Osaki. Đùm này zin nha mấy bạn. Đùm zin sơn lại ha, phục zin sơn lại. Đó, này bữa nay mình sẽ quay chi tiết cặn kẽ để anh em ha. Đây mấy bạn thấy cái phục không? Mấy bạn thấy cái phục có ký hiệu không? 203 thấy rõ không? 03 thấy rõ không? Tháng 3 203 ha. Nó có đá trên này luôn nha, sơn lại phục zin theo xe sơn lại. Nè anh em. Tại điện thoại mình nó hơi mờ anh em thông cảm ha, thấy không? Thấy rõ rõ không? Nó mờ mờ không? Nó đóng vô là tháng 3 203. Xe đầu sạch sẽ nha anh em. Ha, anh em thấy không? Mình đã vệ sinh từ trong ra ngoài hết rồi. Máy cực kỳ im ha. Một lát qua xong phần này mình sẽ nổ máy cho anh em nghe ha. Xe này sơn si nha, theo màu của SH nha anh em. Anh em nhìn mấy ngóc nè, y chang nha. Đẹp. Xe mình còn bấm điện nha anh em. Anh em xem kỹ, mình quay kỹ cho anh em xem nè. Ha. Nè, mấy cái dấu bấm điện lỗ còn nha mấy bạn. Thì xe này đang đi màu đúng 204 nha mấy bạn. Bô theo xe 212 nha mấy bạn. Ha, có dĩ nhìn nó đẹp. Mình vô đồ gắt chân đồ là zin hết nha các bạn. Thì biển số thích hợp cho anh em nào chơi 39 đuôi ha, 239 đuôi số đẹp 9 nút luôn nha anh em. Thì cái trái đuôi này là zin theo xe nè, mình thấy còn mới nên mình để lại luôn các bạn, không thay, zin theo xe. Cản cũng zin theo xe nha, có chạy nhẹ xíu nha anh em. Phục cũng vậy nha anh em. Cặt te đồ zin hết nha anh em. Các chân zin đánh bóng lại. Qua lăng mâm lửa còn đẹp lắm nha anh em. Qua lăng mâm lửa là nó zin theo xe luôn, còn xanh lè luôn. Hôm qua mình tháo ra mình vệ sinh á, thì mình mở ra là qua lăng mâm lửa còn đẹp tuyệt vời luôn, trắng phiếu luôn, xanh lè lét luôn. Thì đời 203 anh em cũng biết rồi, 203 này cũng 17 năm rồi mà người ta đi để giữ kỹ tới vậy là cũng còn đẹp. Tem này là tem zin 204 luôn nha anh em. Tem zin 204 luôn, màu zin luôn, sơn theo màu 204 luôn. Thì 204 nó qua một đợt có màu đỏ, màu xanh đó anh em. Không, xi ha, xi màu thắt nha anh em. Đầu lòng đó anh em thấy không? Thì nói chung xe này là dọn sạch sẽ hết rồi, anh em về chỉ biết đổ xăng đi thôi ha. Dàn trong nè các bạn, dàn trong 7 màu hết nha. Nói chung là xe này mình dọn từ trong vô ngoài đó anh em. Xe này em mình dọn mình quay chi tiết nha. Còn cái yên này là zin theo xe nha anh em, Honda ha. Yên zin theo xe nha anh em. Thì bao tay đồ cùm đồ là toàn bộ zin theo xe hết nha anh em.
Đồng hồ cũng zin theo xe, xe này đi được 90 ngàn nữa anh em, chưa tua chưa gì luôn nha anh em. Thì cái trái mặt cái kiến này nè, mình hôm qua mình mới thay trái mặt đồng hồ á. Thì bây giờ mình sẽ nổ máy để anh em nghe tiếng máy ha. Anh em khỏi gần lên ga thì nó có nổ anh em. Đó là sáng sớm mình đẩy ra chưa có nổ máy gì luôn nha anh em. Cổ bô còn lạnh ngắt luôn nè anh em. Nè bóc cổ bô nè anh em. Tôi bóc cổ bô luôn anh em. Nè. Không, nè ngay đầu cây cổ luôn nè. Không, chưa nóng nha. Thì anh em nghe máy thôi. Máy này thì mình đã canh chỉnh hoàn thiện hết rồi nha anh em. Anh em nghe tiếng máy không? Máy là cực kỳ im nha anh em. Anh em thấy sao? Tiếng máy là bô là nổ là thì thầm luôn hết anh em. Thì máy móc là mình đã canh hoàn chỉnh hết rồi anh em. Thì anh em xuống đây coi xe trực tiếp đi. Mình nói thiệt luôn, giờ kêu chiếc xe đầu nồi mà chưa gớt đầu nồi xuống đây đậu kế cũng không im bằng nha anh em. Thiệt luôn á, thật lòng mà nói anh em. Đó, anh em nghe thấy không? Cái máy nổ ganti nó nhuyễn không, nó tròn ra luôn á nha anh em. Cái dòng mà 203 này mà biết canh chỉnh là máy nó im ghê lắm nha anh em. Cái dòng mà hai đổ từ 203, 202, 201 xuống máy cực kỳ chắc. Cái thằng mà từ mà 207, 208, 209, 2010 tới 2013 máy không ngon bằng nha anh em. Không ngon bằng nha, 203, 204 bỏ qua một bên đi nha, từ 203 đổ xuống 202, 201. 201 đầu ET là của Thái nhập về mình không nói đi, đó là khỏi nói luôn, máy nó cực kỳ ngon. Đầu tới 202, 203 là hàng này, thằng này nè. Máy là cực kỳ chắc. Thì anh em biết rồi, HVM thì hãng Honda thì nó sản xuất ra máy Superim đời sau này nè. Là nó cái đầu máy nó hơi xè nha anh em. Thì anh em nghe máy đầu nồi chưa gớt thiệt luôn. Mà vô cái máy nó kêu khó chịu lắm nha anh em. Nó kêu sinh cam, kêu xè. Buộc nguyên lý của nó là buộc phải kêu như vậy. Mình anh em muốn chơi nó im thì phải gớt cái đầu ra làm mới im được nha. Thì nếu mà gớt cái đầu ra thì mất giá trị. Chỉ có xe nhà anh em mình đi phải không, mình mới làm vậy thôi. Anh em thấy không, máy là mình đã canh chỉnh rồi, hoàn thiện rồi hết nha. Máy im cực kỳ im không. Mình sáng sớm mình ra mình bấm đề một cái thôi, anh em thấy không, nó nổ xịt. Xe này chỉ có gớt đầu cạo khói thôi nha anh em. Gớt đầu cạo khói thôi. Thì bữa mình mua về á, mình lấy xe này về thì mình đã cũng canh chỉnh máy là ok hết rồi. Thì mình rút cái đầu ra, mình canh cam cọt xuống bắp, nói chung là bí quyết của mình á, mình canh là hết rồi. Giờ là mình ập vô là bao anh em luôn ha. Bữa nay tiếng máy nổ bao chắc luôn. Nè anh em nghe không, quang lâm mâm lửa còn đẹp lắm nha anh em. Đó, tôi đứng này tôi quay nè, tôi quay ra anh em nghe không, không nghe tiếng máy ha. Đó, hoàn thiện hết nè anh em. Anh em về xe này cũng màu cũng lạ lạ, thì cái màu đỏ tươi này với màu xanh nó hiếm lắm anh em. Nó điếm chắc trên đầu móng tay à, tại vì nó qua cũng không có nhiều, tại phiên bản kỷ niệm nó qua cũng không có nhiều. Không, máy nó cực kỳ im, mình chỉ nhắn nút đề một cái thôi, mình để tới giờ luôn không, nó là lửa đầu zin hết nha anh em. Mua pin sườn là zin theo xe luôn, đời 203 luôn nha. IC cũng zin luôn, cái dòng mà IC của thằng đời là Mitsuba mà đời 203, 202 này nè, nhẹ lắm anh em. Anh em có coi cái clip trước mà chiếc ZX của mình không, mình test không, đó IC đúng zin của nó, đời 203 đi ngon, 203, 204. Rồi á, mình xin cảm ơn anh em ha. Chúc anh em buổi sáng thật là vui vẻ ha. Uống cà phê xem video thật là vui vẻ ha.
Rồi mình cũng xin gửi đến anh em một cái video mình chiếc gym mình ha. Rồi anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn anh em và các bạn nhiều ha. Mình xin kết thúc video tại đây nha.